Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau khi thể hiện tính đa dụng, cơ động cao trên chiến trường Triều Tiên, vào năm 1955, lục quân Mỹ đưa ra yêu cầu về một mẫu trực thăng có tính ưu việt hơn, và thế là UH-1 được chắp bút khai sinh trên đất Mỹ và vô cùng nổi tiếng sau khi tham chiến ở Việt Nam. Tuy nhiên, thì thanh danh của loại trực thăng quân sự đa năng này đã bị hạ nhục dưới đầu súng của đội Cụ Hồ trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thông số của trực thăng UH-1 như sau: chúng cao 5,54m, dài 17,34m, tải trọng cất cánh lớn nhất là 4.000 kg, vận tốc cực đại lên đến 222 km/h, tầm bay trên 500 km. Trực thăng UH-1 có thiết kế độc đáo với 5 thùng dầu mềm, kết cấu đặc biệt, tự bịt lại khi trúng đạn nên dầu không chảy ra ngoài làm cháy máy bay. Tuy là loại trực thăng đa năng có nhiệm vụ chính là vận tải, nhưng vẫn có thể mang được vũ khí để thực hiện nhiệm vụ yểm trợ đường không cho bộ binh. UH-1 ra đời chung với thời điểm Mỹ gia tăng hiện diện ở Việt Nam, tích cực hỗ trợ mọi mặt cho chính quyền Sài Gòn. Năm 1962, những chiếc UH-1 đầu tiên do phi công Mỹ lái đã đáp xuống Việt Nam với nhiệm vụ vận chuyển cố vấn Mỹ và binh lính chính quyền Sài Gòn. Tiếng cánh quạt của chúng đánh dấu việc quân đội Mỹ chính thức tham chiến ở Việt Nam vào năm 1965. Giai đoạn đỉnh điểm, Mỹ triển khai tới 7.013 chiếc UH-1 trên chiến trường Việt Nam. UH-1 đóng vai trò then chốt trong phương thức tác chiến của Mỹ, đến mức báo giới và các chuyên gia trên thế giới gọi cuộc chiến này là cuộc chiến trực thăng đầu tiên. Người Mỹ tự tin cho rằng những chiếc UH-1 với tiếng cánh quạt đặc trưng và vũ khí tối tân giống như những thiên thần báo tử, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho đối thủ. Nhưng chính tiếng động đó lại phá bỏ yếu tố bất ngờ. Mỗi chiếc trực thăng UH-1 thường được biên chế 2 xạ thủ súng máy với nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực, vừa cung cấp thông tin về vị trí vật cản xung quanh trực thăng cho kíp lái. Nhưng các bạn đừng nghĩ rằng vị trí xạ thủ súng máy trên UH-1 trông rất là ngầu, bởi vị trí đó là vị trí sinh tử mà bất kỳ một lính Mỹ nào cũng không muốn ngồi xuống, mặc dù không thể phủ nhận rằng Việt Nam sẽ rất đẹp khi được nhìn từ góc này. Nguy cơ người lính bị loại khỏi vòng chiến đấu khi ngồi vị trí này lên tới hơn 60%. Hơn 3.300 chiếc UH-1 đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, chiếm gần một nửa số máy bay tham chiến. Đây là tỷ lệ tổn thất cao nhất trong tất cả máy bay của Mỹ ở Việt Nam. Trên tay mình hiện giờ bây giờ đang là con ốc của cái trực thăng UH-1 nhé. Một loại máy bay trực thăng của Mỹ sử dụng rất là phổ biến trong chiến tranh Việt Nam. Và lúc nãy các bạn cũng biết rồi đúng không ạ? Đó, và bây giờ thì mình sẽ đi làm một con dao xem là cái loại này làm dao có ngon không. Chiều dài của cái ốc này nó là 10cm nhé. Và đường kính của nó là 2,2cm. Đấy. Nặng 350g. 350 đến 400g. Các bạn có thể thấy ở đây là nó có cái số này 204011. 010111 cái gì đây. Đấy. Chắc là mã số, còn đây là cái hình gì mình cũng không rõ đây. Đây là hình gì đây? Đây là hình gì luôn. Và mình sẽ đi tẩy chút bớt cái này đi. Cái phần này sẽ làm đầu mũi rất nhọn này, còn cái này thì làm phần chuôi dồn lại, ok nhá, đánh một con rất là ngon đấy. Đó. Ốc máy bay nhá, trực thăng UH-1. Mời các bạn hãy theo dõi clip của mình và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Đây. Rồi gửi về thành nữa. Rồi.
Đấy, bây giờ thì mình vừa hoàn thành xong cái con dao làm bằng cái ốc của máy bay UH-1. Còn cụ thể nó là ốc của cái bộ phận nào thì mình lại cũng không nắm được. Đây, vừa làm xong này. Con này thì có tổng chiều dài là 25,5 cm nhé. Sống của nó dày là 6,5 ly. Thuân về mũi. Rồi xem này, đánh rất là tỉ mỉ luôn. Hai mặt phẳng nhá. Đánh tỉ mỉ. Đó. Cái bụng nỏ của con dao này rộng nhất đó là 5,1 cm. Ốc trực thăng UH-1. Và theo mình đánh giá thì con dao này nó chống rỉ là tốt. Chống rỉ tốt này. Thép sáng. Còn vấn đề bây giờ là chặt thử xem nó như thế nào. Khi đánh thì các bạn thấy rằng nó vẫn ra xỉ, tuy nhiên ra ít thôi, không ra nhiều, đúng không ạ? Cái dòng này thì nó cũng khá là ngon. Phải nói với công nhận một điều như thế. Và mình cũng đã thử thép cho các bạn thấy rồi. Và khi mà đập thép ra nhúng xuống nước tôi thử và đập thì nó gãy luôn, đúng không ạ? Các bạn có thể xem mình đã quay rất là kỹ càng đấy rồi. Và lần này thì có thử thép. Thì có một số bạn thì bảo là nên thử thép trước khi làm, nên mình cũng thử và thấy rằng là nó ngon. Rất đáng để các bạn sưu tầm đấy. Nhưng vấn đề bây giờ là chặt, đúng không ạ? Thử xem thế nào nhỉ? Trước khi thử thì mình sẽ cắt giấy. Thời tiết của trên chỗ mình hôm nay khá là lạnh, khoảng 2-5 độ thôi. Và mưa suốt mấy cả tháng, gần tháng nay rồi. Đây, mình mài vừa là cắt giấy này. Mới mài qua cái đá màu một tí thôi, nhưng mà cảm giác là nó rất là bén. Cái dòng thép này khi đánh thì nó cũng mềm thôi, nhưng khi tôi lại rất là cứng. Ok nhỉ, chặt nhá. Các bạn thấy rằng mình quăn quật rất là mạnh, đúng không ạ? Chặt rất là mạnh luôn. Cũng thoải mái này. Có lẽ là sau cái này phải thay cái khúc gỗ khác. Sợ khi chặt toang vào tay đấy. Cụt tay như chơi. Rất là lạnh. Thời tiết ở trên vùng cao mà. Các bạn thấy không ạ? Rất ngọt. Vẫn ngọt đúng không ạ? Loại này mà mình mài kỹ hơn mà đá mài bùn thì chắc khỏi cả chê luôn. Ốc trực thăng UH-1 nha. Quá ngon. Theo đánh giá của mình, con dao làm từ ốc trực thăng UH-1 này gọi là ngon, thép sáng và đỉnh, giữ cạnh tốt. Các bạn có thể thấy là mình chặt với gỗ nghiến, phang các kiểu đúng không ạ, mà nó vẫn ok. Đấy, rất đáng để chúng ta sở hữu và sưu tầm cái loại thép này về để làm dao thì rất là ngon, phải công nhận một điều thế. Đó. Chống rỉ tốt. Đấy, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nhá. Bạn nào đã từng làm dao với cái con ốc của UH-1 thì hãy để lại bình luận dưới video để cho mình và các bạn được biết về trải nghiệm của các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc tất cả các bạn tìm được loại thép để làm dao ưng ý cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.